Thôi xin chào cả nhà, buổi sáng cả nhà. Nay cũng lâu rồi, mấy bữa rồi Thơm không có đi quay clip cho nhà mình xem. Tại vì Thơm cũng kẹt công chuyện, nhà có đám á cả nhà. Mình thử ra Thơm ở nhà hết mấy bữa không có làm clip mới cho nhà mình xem. Rồi bữa nay Thơm quẩn rồi Thơm mới đi. Bữa nay Thơm đi bảy cúc mà Thơm có đem theo con Trần Ngạch đó cả nhà. Có đem theo Trần Ngạch nữa, chỗ nào có Trần Ngạch thì Thơm quýnh nhà mình xem, còn không có thì Thơm quýnh cúc nhà mình xem nha. Hôm nay Thơm quýnh cái này là đường ở trên đường này hai vô cả nhà, đường này hai mà lên trển cầu bo bo quẹo trái vô cả nhà. Tại bên trên đồng này lúc trước Thơm đi bảy cúc Thơm thấy có mấy Trần Ngạch nó chạy qua chạy lại mấy cái đám ruộng mà sao nãy giờ Thơm lên Thơm mở máy thử không thấy con nào hết đó. Thôi cũng ngày mới thì Thơm cũng chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn nha cả nhà. Rồi nay Thơm quýnh cũng khu này cũng có lúa đó cả nhà. Nè, mấy cái đám lúa này bữa hổm Thơm lên thấy có Trần Ngạch nó băng qua băng lại chỗ cái mương chỗ này nè, mà sao nãy giờ Thơm lên Thơm mở thử không thấy nó đâu hết đó. Hồi nãy Thơm vô cái đám mai sau lưng chỗ Thơm nè, Thơm coi mở máy thử có cúc thì Thơm quýnh cúc cho nhà mình xem nha. Rồi chừng nào có Trần Ngạch thì Thơm quýnh Trần Ngạch, còn nếu không có nữa thì Thơm quýnh cúc xong của nhà mình xem. Rồi chắc bữa nay Thơm quýnh cúc trên này rồi với Trần Ngạch, rồi mai lát Thơm đi bảy mắt xéo nhà mình xem nha cả nhà. Để Thơm vô coi có không Thơm quýnh cho nhà ơi. Nãy ngoài kia không có Trần Ngạch cả nhà, Thơm mới vô cái đám lúa này nè, có cái đường bờ dính giữa này Thơm mới mở máy thử Thơm thấy có con Trần Ngạch nó chạy về chạy trên đường bờ luôn á. Để Thơm vô Thơm quýnh thử coi nó dám sáp vô đá chân mồi không ở trong đó cả nhà. Đây con còn trở lại cái gầm ở dưới kia cả nhà, để Thơm quýnh nha. Dính cả nhà mình ơi, hồi con này chạy lên tóc hành luôn đó nha. Con này chạy lại ghê luôn đó nha. Con này chạy tóc hành luôn á. Con Trần Ngạch nha cả nhà. Để Thơm mở là thôi có con nào nữa không biết, không có con thường ở gặp không à. Con này chạy lẹ ghê luôn cả nhà. Thơm mới thì chạy ra chỗ ngồi chỗ nấp chưa kịp nấp đã lên đá rồi. Để Thơm tạm ngưng cái lát có gì nữa Thơm quay cả nhà mình xem nha. Thơm bảy tiếp chỗ này nữa nha cả nhà, coi có con nào nữa không. Là Thơm mới bắt được con nè, rồi để coi Thơm quýnh nữa có con nào về không cả nhà.
Chỗ này nãy Thơm bắt con cả nhà, giờ dính tiếp con nữa cả nhà ơi. Con cả nhà mình ơi, chị mày đá dữ thiệt chứ. Hai con dính hai con chỗ luôn rồi chú Lâm ơi, còn con thấy còn con hai con nữa. Em thấy đây có con cặp rồi cả nhà, em thấy nó đi qua đường bờ nè, em mở máy đi qua đường bờ, em muốn thử gọi về em cả nhà. Tại tôi thấy như nó đang dắt con ấy hay gì.
Lôi kiếm thì nghịch không à, được ba con không mà đi kiếm đá tóc hành luôn, đá lại bệnh luôn á. Đang kiếm mới dính con thứ ba nè, éo má nó dày thịt nghịch đi, nó y nó về đá tóc hành rồi. Có không có thôi, có là đéo nó về cỡ đá cái đụng liền, nó về là đá cái đụng, về đá cái đụng đúng không? Mày ngồi thơ thơ cũng được nữa. Ngồi tao nãy tao quýnh thằng kia, tao ngồi đụng mày chưa kịp núp là tới rồi. Thôi Thâm tạm dừng Thâm bắt ra cái nhà. Thâm thấy đám lúa này có con nữa cả nhà. Yeah.
Dính con nữa cả nhà ơi. Còn nữa cả nhà. Để thùm bắt ra cả nhà ơi. Chỗ này nắng quá. Giờ cũng 1-2 giờ cả nhà, mà trời gió quá chứ chuyện mưa tới rồi. Thôi Thâm cũng cuốn dọn đồ rồi ra về cả nhà. Thâm quay hình quả được mấy con cả nhà mình xem nha. Cả nhà, hôm nay Thâm bẫy được 4 con chằn gạch cả nhà. Được 4 con. 4 con này Thâm có quay clip lại cho cả nhà mình xem á. Đây là con chim mồi đây. Bây giờ Thâm cũng ra về, bi đầu cũng ra ngoài quán mày hết rồi. 4 con nữa nè. Thôi Thâm cũng tạm kết thúc clip nha cả nhà. Cả nhà xem clip thấy hay nhớ ủng hộ Thâm nút like và đăng ký kênh nha cả nhà. Thâm cũng cảm ơn cả nhà mình, ông bà cô chú anh chị hôm rày cũng ủng hộ kênh của Thâm. Xem clip của Thâm đăng với lại đăng ký kênh ủng hộ cho Thâm. Thâm cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà ngày mai Thâm đi bẫy mắt xéo nha cả nhà. Mai chắc Thâm đi lên Củ Chi á. Lên trên bệnh viện Xuyên Á, Thâm bẫy mắt xéo rồi Thâm quay nhà mình xem nha. Chào tạm biệt.